Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Theo Dòng Lịch Sử. Thưa quý vị, kênh Theo Dòng Lịch Sử phát hành video mới vào lúc 5 giờ sáng hàng ngày. Sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video của ngày hôm nay. Chiến dịch Đắc Tô Tân Cảnh năm 1967. Chiến dịch Đắc Tô Tân Cảnh hay trận đánh Đắc Tô Tân Cảnh năm 1967 là một trận đụng độ trực tiếp giữa quân giải phóng miền Nam Việt Nam với quân đội Hoa Kỳ diễn ra từ ngày 3 đến 22 tháng 11 năm 1967 tại cứ điểm E-42, còn gọi là đồi Chai Lờ gần quốc lộ 14 thuộc xã Tân Cảnh cũ, nay thuộc địa bàn thị trấn Đắc Tô, huyện Đắc Tô của tỉnh Kon Tum. Diễn biến: ngày 2 tháng 11, quân đội Hoa Kỳ lên Đắc Tô thiết lập hai trận địa pháo ở Pleikon và Đắc Mót. Trung đoàn 320 quân giải phóng miền Nam Việt Nam được lệnh gấp rút chiếm Ngọc Sơ Lang. Khi tiểu đoàn 6, trung đoàn 320 quân đoàn giải phóng Việt Nam vừa hành quân tới Ngọc Sơ Lang, thì một tiểu đoàn bộ binh Mỹ cũng đến Ngọc Dinh Dùa. Hai bên tranh chấp muốn chiếm điểm cao, trên tình huống chiến đấu diễn ra rất ác liệt. Tình hình đó thúc đẩy đội hình chiến dịch của quân giải phóng miền Nam Việt Nam phải nhanh chóng chiếm lĩnh và khẩn trương hoàn tất mọi công tác chuẩn bị. Chiều ngày 3 tháng 11, Mỹ dùng máy bay lên thẳng đổ bộ một tiểu đoàn bộ binh xuống khu đồi tranh phía đông dãy Ngọc Bờ Biêng khoảng 500m và tiến lên trận địa chốt của đại đội 11 tiểu đoàn 6. Sư đoàn bộ binh số 4 Hoa Kỳ quyết định tấn công sư đoàn 1 quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Dựa vào tin do người lính tù binh từ sư đoàn 1 cung cấp, lúc này sư đoàn 1 đã bố trí trận địa sẵn sàng nhưng bị bất ngờ vì thời điểm đối phương tấn công tới nơi. Theo kế hoạch thì sư đoàn 1 sẽ nổ súng vào ngày 15. Bộ đội đang đào công sự phải bước vào chiến đấu. Tiểu đoàn 6, trung đoàn 320 là đơn vị đầu tiên của quân giải phóng miền Nam Việt Nam khai hỏa. Quân giải phóng miền Nam Việt Nam cho hai khẩu pháo 75mm bố trí ở Ngọc Bơ Biêng bắn vào sân bay Đắc Tô 2 để khêu ngòi. Quân đội Hoa Kỳ phản ứng tức khắc. 10 giờ ngày 3, quân đội Hoa Kỳ đổ hai đại đội xuống điểm cao 882 Ngọc Sơ Lang, hai đại đội xuống Ngọc Non, đồng thời triển khai lực lượng pháo binh nhằm tiến công vào khu chốt của quân giải phóng miền Nam Việt Nam ở Ngọc Tăng, Ngọc Bơ Biêng. Qua trinh sát kỹ thuật, quân giải phóng miền Nam Việt Nam biết quân đội Hoa Kỳ sẽ dùng lữ đoàn 173 dù và lữ đoàn 1 thuộc sư đoàn 4 phản kích quân giải phóng miền Nam Việt Nam trên hai hướng Tây, Tây Nam, Tân Cảnh và sẽ hợp vây tại khu vực điểm cao 875. Bộ Tư lệnh quân giải phóng miền Nam Việt Nam cho các đơn vị khu chốt chiến dịch kiên quyết chặn địch, sư đoàn 1 giữ kín lực lượng, chờ địch vào khu chiến để tiêu diệt. 15 giờ 30 phút ngày 3 tháng 11, trên mỏm đồi Yên Ngựa dãy Ngọc Bơ Biềng, tiểu đội 7, đại đội 11 mở màn chiến dịch Đắc Tô bằng trận đánh quyết liệt với hai đại đội Mỹ trước chiến hào đơn vị. Các chiến sĩ nhảy lên chiến hào, thu hai súng trường, một súng M79. Đây là những khẩu súng chiến lợi phẩm đầu tiên của chiến dịch. Sáng ngày 4 tháng 11, quân Mỹ ném bom đào, bom napalm và chất độc hóa học ngay từ sáng sớm đến 8 giờ. Nhiều đoạn chiến hào của quân giải phóng miền Nam Việt Nam bị tan phẳng. Quân Mỹ bắt đầu tiến công lên chốt. Song mỗi lần tiến công đều bị đánh bật trở lại, bộ binh lại gọi không quân rồi bom xuống. Suốt ngày, Mỹ đã tổ chức 8 đợt tiến công để chiếm chốt. Tiểu đội 7 có một số chiến sĩ bị thương vong, nhưng cuối cùng quân giải phóng miền Nam Việt Nam vẫn giữ được chốt. Ngày 4 tháng 11, lữ đoàn 173 và tiểu đoàn 3 lữ đoàn 1 quân Hoa Kỳ đã tới Tân Cảnh. Ngày 5, một đại đội bộ binh Mỹ bất ngờ ập đến trận địa chốt thứ hai của đại đội 11 ở Ngọc Tằng. Hai bên dùng lưới lề, báng súng, lựu đạn đánh sáp lá cà. Cùng với những trận đánh của bộ binh, đại đội pháo binh 1 đã dùng hai khẩu sơn pháo 75mm bắn phá Đắc Tô. Trung đội DKZ ở Ngọc Tăng cùng lúc vừa chặn quân Mỹ tràn xuống, vừa bắn vào sân bay đã gây thiệt hại. Trung đoàn 320 và trung đoàn 66 chặn đánh quân Mỹ ở điểm cao 724, 823 và pháo kích vào Ngọc Dinh Xua, tiêu diệt và tiêu hao ba đại đội Mỹ, bắn rơi hai trực thăng. Ngày 6 tháng 11, một số đại đội của lữ đoàn 173 quân đội Hoa Kỳ chiến đấu với tiểu đoàn 9, trung đoàn 66 quân giải phóng miền Nam Việt Nam. 13 giờ ngày 6 tháng 11, Mỹ đổ bộ hai đại đội thuộc tiểu đoàn 1, trung đoàn 503, lữ đoàn 173 xuống các điểm cao 823, 845, 882 ở dãy Ngọc Com Liệt, hình thành hai mũi tiến đánh vào sườn sư đoàn 1 quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Các chốt chiến thuật của trung đoàn 66 ở khu vực này đánh thiệt hại nặng đại đội D, Delta, bắn rơi hai máy bay lên thẳng, thu 4 súng và một máy vô tuyến.
Liền sau đó, hai đại đội của tiểu đoàn 4, trung đoàn 503 Mỹ đổ bộ xuống điểm cao 823 và đánh chiếm điểm cao này, bị lực lượng trinh sát của trung đoàn 66 quân giải phóng miền Nam Việt Nam diệt 60 lính. Trong 2 ngày, ngày 6, ngày 7 tháng 11, trung đoàn 66 tổ chức tập kích vào pháo kích vào các điểm cao 823, buộc tiểu đoàn 1, trung đoàn 503 của Mỹ phải bỏ điểm cao này, rút về dãy Ngọc Cung Liệt. Cùng thời gian trên, Ngọc Sơ Lang, ngày 6, hai đại đội Mỹ từ điểm cao 882 tiến công chốt của đại đội 9, tiểu đoàn 6, quân giải phóng ở điểm cao 843. Lính Mỹ bị diệt 20 lính nhưng chiếm được điểm cao. Ngày 7, lính Mỹ từ điểm cao 843 tiến về điểm cao 724 bị đại đội 9 thuộc tiểu đoàn 6, trung đoàn 320, quân đoàn giải phóng miền Nam Việt Nam vận động tiến công, diệt 10 lính, thu 6 súng của đại đội C. Tiểu đoàn 3, trung đoàn 8 Mỹ, số lính Mỹ còn lại co cụm ở điểm cao 724. Sau 3 ngày, cho đến ngày 9, các đơn vị quân đội Hoa Kỳ đã chiếm được một số vị trí then chốt mà họ muốn ở khu vực có sư đoàn 1 quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Bộ Tư lệnh Chiến dịch quân giải phóng miền Nam Việt Nam nhận định cả hai cánh quân của Mỹ đều bị chặn đánh, nhưng có khả năng lính Mỹ còn tiến sâu hơn nữa nên lệnh cho trung đoàn 174 hành quân ra khu vực Tây Nam Lăng Lố Gram chuẩn bị chiến đấu. Chỉ thị cho hướng thứ yếu đánh mạnh vào Đắc Tô, Tân Cảnh và đường 14. Ngày 8, tiểu đoàn 4, trung đoàn 320 quân giải phóng đột kích tiểu đoàn 3, trung đoàn 1, sư đoàn 4, quân Hoa Kỳ. Suốt các ngày từ 8 đến ngày 10 tháng 11, quân Mỹ tấn công mạnh vào các vị trí của tiểu đoàn 6, trung đoàn 24 của đối phương. Vào tối ngày 8 tháng 11, tiểu đoàn 4, đại đội 10 thuộc tiểu đoàn 6, trung đoàn 320 tập kích lính Mỹ ở điểm cao 724. Đang hành quân tiếp cận, gặp địch di chuyển ra phía Tây, bộ đội quân giải phóng nhanh chóng vận động tiến công, diệt 100 lính, đánh thiệt hại năng đại đội A và đại đội B của tiểu đoàn 3, trung đoàn 8, lữ đoàn 1 của Mỹ. Để chi viện cho trung đoàn 320 đánh địch, sư đoàn 1 đã tổ chức cối 120 và DKZ-75 pháo kích vào Ngọc Dinh Dùa và điểm cao 823, phá hủy 2 khẩu pháo, 2 máy bay lên thẳng, diệt 50 tên lính Mỹ. Từ ngày 7 đến 10 tháng 11, tại Ngọc Quam Liệt, do bị quân giải phóng tiến công dồn dập, nên tiểu đoàn 4 thuộc trung đoàn 503 của Mỹ từ điểm cao 823 hành quân về phía Tây. Tiểu đoàn 4 của trung đoàn 66 quân giải phóng được các chốt trinh sát yểm hộ, vận động tiến công, tiêu diệt gần hết tiểu đoàn Mỹ này. Một số ít còn lại bị tiểu đoàn 8 của trung đoàn 66 tiêu diệt. Lữ đoàn 173 quân đội Hoa Kỳ sau khi lần lượt đổ quân xuống cao điểm 823, 845, 882 trên dãy Ngọc Cam Liệt, bắt đầu tiến công vào sườn phải sư đoàn 1 quân giải phóng miền Nam Việt Nam để tiến lên chiếm điểm cao 875. Quân giải phóng miền Nam Việt Nam liền tập trung từng trung đoàn đánh tiêu diệt trên khu chiến Ngọc Cam Liệt và Ngọc Dơ Lang. Để cứu nguy, 12 giờ ngày 11 tháng 11, hai đại đội AB thuộc tiểu đoàn 1, trung đoàn 503 của Mỹ từ Ngọc Cam Liệt tiến xuống, nhưng bị tiểu đoàn 8 và đại đội 12.7 của trung đoàn 66 chặn đánh và tiêu diệt. Tổng số lính Mỹ bị thiệt hại khoảng 400 lính, quân giải phóng thu 21 súng các loại, 6 vô tín điện. Mỹ dùng máy bay B-52 ném bom tiêu hủy và buổi chiều đổ tiếp tiểu đoàn 2 của trung đoàn 503 xuống điểm cao 845. 14 giờ cùng ngày, tại Ngọc Sơ Lang, tiểu đoàn 3, trung đoàn 8 Mỹ cho hai đại đội đánh ra phía Tây để phối hợp với lực lượng Mỹ ở điểm cao 724. Bị tiểu đoàn 5 thuộc trung đoàn 320 quân giải phóng vận động tiến công, diệt gọn đại đội B, tiêu hao nặng đại đội D, diệt 120 tên. Số còn lại co cụm về điểm cao 724. Các trận đánh của hai trung đoàn 66 và 320 thắng lợi đã chứng minh với hình thức chiến thuật chốt kết hợp vận động, bộ đội quân giải phóng có thể đánh liên tục dài ngày dưới phi pháo ác liệt của Mỹ để giành thắng lợi. Đây là trận then chốt đầu tiên của chiến dịch, làm cho quân Mỹ không thực hiện được ý đồ chia cắt chiến dịch. Diễn biến những ngày đầu chiến dịch chứng minh những phán đoán và dự kiến của quân giải phóng miền Nam Việt Nam là đúng, đã nhử được lữ đoàn 173 và sư đoàn 4 quân đội Hoa Kỳ vào bẫy ở Đắc Tô. Trước tình thế lữ đoàn 173 và sư đoàn bộ binh số 4 Mỹ đã bị thiệt hại lớn, Bộ Chỉ huy Mỹ phải tung lực lượng dự bị gồm hai tiểu đoàn thuộc sư đoàn không kỵ số 1 và chiến đoàn dù số 3 Việt Nam Cộng Hòa sớm vào vòng chiến. Quân Mỹ tiếp tục đổ quân xuống khu vực Pleiken và Ngọc Cam Liệt với ý định chia cắt đội hình của quân giải phóng miền Nam Việt Nam và sẽ hợp vây chiến dịch ở khu vực cao điểm 875. Ngày 12,
quân đội Hoa Kỳ dùng B-52 và pháo đánh các vị trí của trung đoàn 66 và 320 của quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Không quân Mỹ phải dùng mỗi ngày tới 700 lần chiếc máy bay B-52 và máy bay phản lực ném bom xuống Đắc Tô. Sáng ngày 12 tháng 11, sau khi không quân và pháo binh bắn phá, lữ đoàn dù 173 Mỹ đổ hai đại đội thuộc tiểu đoàn 2, trung đoàn 503 xuống điểm cao 845. 10 giờ, lính Mỹ phản kích lên điểm cao 882. Tiểu đoàn 3 của trung đoàn 174 xuất kích, kết hợp chốt diệt hai trung đội thuộc đại đội A. Lực lượng còn lại chạy về điểm cao 845. Theo tin trinh sát kỹ thuật của quân giải phóng, ngày 12 tháng 11, tiểu đoàn 2 thuộc lữ đoàn 1 kỵ binh không vận và chiến đoàn dù 3 quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã đến thị xã Kon Tum. Tiểu đoàn 3 thuộc trung đoàn 12, lữ đoàn 1, sư đoàn 4 tiến xa Nam Ngọc Sơ Lang. Bộ tư lệnh chiến dịch của quân giải phóng nhận định thế trận của địch đã rối nên quyết định tổ chức lực lượng kiềm chế cánh quân của lữ đoàn 1, sư đoàn 4. Diệt quân của lữ đoàn 173, dùng DKZ và cối 82 kiềm chế địch ở Ngọc Sơ Lang. Ngày 13, các đơn vị hai phía giáp chiến ở một số nơi, song hỏa lực chủ yếu là do B-52 dội xuống. Quân giải phóng miền Nam Việt Nam vừa quyết giữ trận địa, vừa kết hợp xuất kích, ngắn, tiến công để diệt địch. Tiểu đoàn 6 Tây Ninh trên dãy Ngọc Bờ Biêng đã đánh thiệt hại nặng tiểu đoàn 3 thuộc trung đoàn 1 của Mỹ. Quân hai bên có lúc xen kẽ, bộ đội đã bám những công sự, những đoạn hào còn lại, dùng lưu đạn, lưới lê, bắn súng đánh giáp La Cà. Ngày 14, các đơn vị của lữ đoàn 173 quân đội Hoa Kỳ bị thiệt hại nhiều, được lệnh rút về vị trí mà quân giải phóng miền Nam Việt Nam gọi là điểm cao 845. Ở vị trí này, quân giải phóng miền Nam Việt Nam cố tính không đánh trước đó với mục tiêu thu hút đối phương về đó. Quân giải phóng miền Nam Việt Nam dùng lực lượng của 3 trung đoàn 66, 174 và 3320 để đánh lữ đoàn 173. Vào 2 ngày 13-14 tháng 11, lính Mỹ tiếp tục đánh điểm cao 882. Tiểu đoàn 8, quân giải phóng liên tục đánh địch, loại khỏi vòng chiến đấu 100 tên Mỹ, thu 6 súng và làm chủ trận địa. Để chi viện cho trung đoàn 174, sư đoàn 1, quân giải phóng dùng cối 120 bắn vào điểm cao 823, tiêu hao năng lượng đại đội C thuộc tiểu đoàn 4, trung đoàn 503, chặn đứng hỏa lực của Mỹ bắn vào điểm cao 882. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chiến thuật, trung đoàn 174 quân giải phóng rút tiểu đoàn 3 và một bộ phận của tiểu đoàn 1 về hai bên sườn điểm cao 875. Cùng thời gian, từ ngày 12 đến 16 tháng 1, đại đội Sơn Pháo 75, quân giải phóng tập kích 4 trận bằng hỏa lực, 16 giờ ngày 12, 8 giờ ngày 15, 15 giờ, 8 giờ ngày 16, vào căn cứ tiền phương của sư đoàn 4 Mỹ ở Tân Cảnh, sân bay Đắc Tô diệt khoảng 350 tên, phá hủy 3 máy bay C-130, 4 xe quân sự, 2 kho xăng, 1 kho đạn. Ở hướng đông bắc của Đắc Tô, trung đoàn 24 quân giải phóng cùng bộ đội tỉnh tiến công quận lỵ Đắc Tô và Tân Cảnh, chặn đánh các toán quân ứng cứu giải tỏa của quân Mỹ. Điển hình là các trận đánh của trung đoàn 24 ở Ngọc Xịa ngày 14 tháng 11, ở Tân Cảnh ngày 16, trận phục kích của công binh, trinh sát, chiến dịch ở Pleikon đường 18 của tiểu đoàn 304 ở Võ Định trên đường 14 ngày 14 tháng 11. Trên hướng đường 18 và đông bắc Đắc Tô, trung đoàn 24 chủ lực tại chỗ cùng công binh và bộ đội địa phương Kon Tum đã tiến công vào quận lỵ Đắc Tô, thị trấn Tân Cảnh, chặn đánh đoàn xe vận tải chở quân ứng cứu của Mỹ, buộc quân Mỹ phải phân tán đối phó cả ở phía sau. Nổi bật nhất là trận đánh của trung đoàn 24 ở Ngọc Xia 14 tháng 11, ở Tân Cảnh 16 tháng 11, cao điểm 1030-1423 và Ngọc Van ngày 17-19 tháng 11. Đánh thiệt hại nặng hai tiểu đoàn của Mỹ, phá hủy nhiều xe quân sự. Vào đêm ngày 12 tháng 11, quân giải phóng miền Nam Việt Nam dùng rocket tấn công sân bay Đắc Tô. Ngày 15 tháng 11, quân giải phóng miền Nam Việt Nam dùng súng cối phá hủy hai chiếc C-130 trên đường băng. Đêm đó, quân giải phóng miền Nam Việt Nam tiếp tục dùng súng cối tập kích, bắn trúng một container chất nổ. Các vụ nổ dây chuyền đã phá hủy hơn 1.100 tấn đạn dược của Mỹ tại đây. Sau những cố gắng tiến công chia cắt đội hình đối phương ở khu vực Ngọc Cam Liệt và Ngọc Sơ Lang không thành công, Bộ Chỉ huy Mỹ buộc phải tìm cách chiếm cho được cao điểm 7-8-75, làm bàn đạp khống chế, thực hiện đòn đánh vô hồi vào sau lưng đội hình chiến dịch của quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Ngày 17 tháng 11, hai tiểu đoàn 1 và 2 thuộc lữ đoàn 173 quân đội Hoa Kỳ bắt đầu tiến công để chiếm cao điểm 875. Khi quân Mỹ chưa đến 875, đã bị trung đoàn 66 chặn đánh, diệt từng bộ phận,
tiểu đoàn 2 quân đội Hoa Kỳ tiếp tục tiến lên 875. Nhưng tại đây, đại đội 7 thuộc trung đoàn 174 của quân giải phóng miền Nam Việt Nam đã bí mật xây dựng cao điểm thành điểm chốt kiên cố. Khi quân Mỹ tiến lên, đại đội 7 nổ súng chặn đứng được đội hình của Mỹ trước chiến hào. Một bộ phận xuất kích đánh tạt sườn đã tiêu diệt một số địch. Sư đoàn 1 quân giải phóng tổ chức pháo kích trận địa hỏa lực của Mỹ ở Nam Ngọc Sa Lăng, điểm cao 530, phá hủy 5 pháo 105, 3 cối 106. Vào 13 giờ ngày 17 tháng 11, một trung đội của đại đội 11, tiểu đoàn 6 quân giải phóng phòng ngự ở điểm cao 1338 đã đánh bại 10 đợt phản kích của quân đội Hoa Kỳ, diệt 100 lính Mỹ. Vào sáng ngày 18 tháng 11, hai tiểu đoàn 1 và 2 của trung đoàn 503 của Mỹ chia làm hai mũi tiến công về điểm cao 875. Tiểu đoàn 1 Mỹ tiến theo sườn Tây Bắc điểm cao 882. Đến 13 giờ 30 phút, bị tiểu đoàn 8 và một đại đội của tiểu đoàn 9 thuộc trung đoàn 66 chặn đánh và ghim chặt tại đây, diệt 90 tên, thu 6 súng. Tiểu đoàn 2 của Mỹ từ cao điểm 845 tiến chiếm đồi biệt kích ở Tây Bắc điểm cao 875 khoảng 1 km để tạo ban đạp đánh sang 875. Cùng thời gian, ở đông 875, hai đại đội biệt kích thám báo từ bãi Le tổ chức tiến công vào điểm cao 875. Từ lúc 8 giờ 30 phút ngày 18 đến 11 giờ ngày 19, đại đội 7 của tiểu đoàn 2 quân giải phóng đã chịu đựng hỏa lực phi pháo ác liệt của Mỹ có cả B-52 liên tục đẩy lùi các đợt tiến công của Mỹ, giữ vững điểm cao 875. Trong lúc lính Mỹ đang tập trung lực lượng đánh lên 875, tiểu đoàn 2 thiếu đại đội 7 và một đại đội của tiểu đoàn 1 trung đoàn 174 đã bí mật vận động tiếp cận đội hình Mỹ từ bên sườn và phía sau. 14 giờ ngày 11, sau khi quân giải phóng bắn 30 quả đạn cối vào sở chỉ huy quân Mỹ, 4 mũi của quân giải phóng đồng loạt xung phong vào đội hình lính Mỹ đang tập trung ở đồi Yên Ngựa dưới chân điểm cao 875. Bị đánh bất ngờ, đội hình Mỹ rối loạn, chớp thời cơ, đại đội 7 từ điểm cao 875 cũng xuất kích đánh xuống. Đến 17 giờ, phần lớn lính Mỹ bị tiêu diệt, số còn lại bỏ chạy, bị trúng bom và đạn pháo của Mỹ chết một số. Trận đánh đã loại khỏi vòng chiến đấu 300 lính Mỹ, ta thu 18 súng AZ-15 và 6 máy thông tin vô tuyến điện. Sau đó, trung đoàn cho đại đội 7 chốt tại điểm cao 875. Còn trung đoàn rút về phía sau củng cố. Ngày 19 tháng 11, lực lượng quân giải phóng chốt điểm cao 1262 đánh lui 5 đợt phản kích của quân đội Hoa Kỳ, giết 70 lính Mỹ. Ngày 20 tháng 11, chốt điểm cao 1294 diệt 20 tên lính Mỹ. Không chiếm được cao điểm, quân Mỹ lại cho từng tốp B-52 và phản lực tiếp tục dội bom gần như san phẳng ngọn đồi, rồi lại tiến lên, nhưng lại bị đại đội 7 đánh bật xuống. Trước chiến hào, quân Mỹ bắn xối xả, lựu đạn Mỹ ném vào chiến hào, bộ đội nhặt ném trả lại. Giao tranh ác liệt gây thương vong lớn cho cả hai bên. Tổ chiến đấu 3 người gồm Phùng Quang Trí, Bùi Xuân Lộc và Đỗ Văn Chuyên thuộc đại đội 7 được quân giải phóng miền Nam Việt Nam ghi nhận đã đẩy lùi hàng chục đợt phản công chỉ bằng B-40, súng AK và lựu đạn, tiêu diệt được 102 lính Mỹ, lập kỷ lục về thành tích diệt địch của một tổ 3 người trong một trận chiến đấu. Trên hướng Đông Bắc Đắc Tô Tân Cảnh, trung đoàn 24 quân giải phóng và lực lượng vũ trang tỉnh Kon Tum đã đánh sâu vào thị xã Kon Tum và thị trấn Tân Cảnh. Đường 14 tiêu diệt nhiều lính Mỹ, hoàn thành nhiệm vụ phối hợp chiến dịch. Trong các ngày 17, 18, 19 tháng 11, chiến sự xảy ra ác liệt tại Ngọc Lan. 7 giờ ngày 17, tiểu đoàn 3 dù Việt Nam Cộng Hòa tiến công vào chốt của đại đội 7 thuộc tiểu đoàn 5 trung đoàn 24 quân giải phóng, bị đánh thiệt hại nặng. Mỹ liền đưa tiểu đoàn 2 vào tiến công, bị hai đại đội của tiểu đoàn 5 quân giải phóng đánh bật xuống chân đồi, diệt hơn 100 lính. Số còn lại co cụm tại chỗ không dám tiến công. 5 giờ ngày 19, tiểu đoàn 5 bất ngờ tập kích cụm quân Mỹ, diệt 170 lính. Hai tiểu đoàn dù Việt Nam Cộng Hòa bị thiệt hại nặng, quân lực Việt Nam Cộng Hòa đưa tiểu đoàn 23 biệt động quân và tiểu đoàn 3 thuộc trung đoàn 23 biệt động quân và tiểu đoàn 3 thuộc trung đoàn 42 lên cứu nguy. Nhưng tiểu đoàn 5 đã hoàn thành nhiệm vụ, phối hợp chiến dịch và rời khỏi khu vực Ngọc Lan. Ở Sa Lai, quân giải phóng đánh 10 trận, diệt 189 lính đối phương, có 114 lính Mỹ, bắn rơi 5 máy bay, phá hủy 7 xe quân sự. Ở Đắk Lắk, quân giải phóng đánh 8 trận, diệt 250 lính đối phương, có 150 lính Mỹ, bắn rơi và phá hủy 27 máy bay, có 1 chiếc C-30, phá hủy 3 khẩu pháo, 2 xe M113, 1 kho đạn,
một kho xăng. Ngày 19 tháng 11, trong lúc quân Mỹ đang bị ghim chặt ở khu vực cao điểm 875, quân giải phóng miền Nam Việt Nam hạ quyết tâm dùng trung đoàn 174 từ các hướng đã chuẩn bị sẵn thực hành trận vận động tiến công tiêu diệt hoàn toàn tiểu đoàn 2 của Mỹ. Một số lính Mỹ sống sót cụm lại dưới chân cao điểm bị súng cối quân giải phóng miền Nam Việt Nam bắn diệt. Ngày 20, quân giải phóng miền Nam Việt Nam phục kích diệt thêm một số lính Mỹ bắn rơi 12 máy bay lên thẳng khi đến lấy xác lính Mỹ. Trong tổng số 570 lính Mỹ tham chiến ở đồi 875, 123 lính đã chết và 252 lính bị thương. Ngày 20 tháng 11, tiểu đoàn 2 của trung đoàn 8 từ lữ đoàn 1 của Mỹ đổ bộ xuống bãi Le và tổ chức 7 lần tiến công lên điểm cao 875, nhưng đều bị đại đội 7 quân giải phóng bẻ gãy. Cho đến 12 giờ ngày 22 tháng 11, đại đội 7 vẫn giữ vững chốt. Chủ trương của Bộ Tư lệnh Chiến dịch của quân giải phóng là khi giải quyết xong thương binh, liệt sĩ sẽ bỏ chốt. Thực hiện ý định đó, 18 giờ 40 phút ngày 22, ta bỏ chốt 875. Chỉ để lại một trung đoàn 12,7mm và một trung đoàn cối 82mm cơ động kiềm chế địch. Đến 24 giờ, lính Mỹ lên được 875 thì quân giải phóng đã rút lui. Đến ngày 27 tháng 11, lính quân giải phóng tại cao điểm 875 lại diệt gọn một đại đội dù của Mỹ, kết thúc chiến dịch Đắc Tô. Bộ chỉ huy Mỹ cho máy bay ồ ạt lên ném bom napalm trong một phạm vi rộng để thiêu hủy trận địa. Ngày 28, lực lượng dự bị của lữ đoàn 173 cùng tiểu đoàn 1 trung đoàn 12 quân đội Hoa Kỳ tới tham chiến, nhưng quân giải phóng miền Nam Việt Nam đã chủ động rút lui. Kính thưa quý vị và các bạn, để không bỏ lỡ những video mới được phát hành hàng ngày trên kênh Theo Dòng Lịch Sử, quý vị và các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh và bấm vào chiếc chuông nhỏ bên cạnh nút đăng ký để nhận được thông báo về video mới được phát hành. Xin trân trọng cảm ơn, xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.